chào mọi người. Em uống nước siro nha mọi người. Kết quả là ăn quýt với lại mắm ruốc. Bây giờ nó khát nước hoài. Uống ly nước siro này là ly nước thứ hai. Đây mọi người ơi, uống nước siro với em nha mọi người. Bây giờ kết quả là nó khát nước muốn chết. Uống hoài, uống nó no bể cái bụng của em luôn. Rồi bây giờ như thế nào? Bây giờ cũng phải uống không? Nếu không thì chịu không nổi. Có ai không tiếp giùm em? Nước siro ngon lắm. Nút một cái rột một cái là nửa ly. Ai cũng nói vậy á, cái bà này ít ăn thiệt mà nhà mình nút. Đó. Đây là cái ống hút nha mọi người, chứ không phải là cái cây để đánh người cướp của nha, ống hút. Đó, nhìn thấy không? Từ bên Việt Nam, mọi người nhìn cái YouTube mà thấy sang được nước ngoài này, nhìn thấy không? Đó, 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 nhìn thấy không? Cái ống kính đó. Đó, đó, nhìn thấy chưa? Đó, đây là cái ống hút nha mọi người. Bây giờ người ta không có cho sử dụng ống hút bằng mũ nữa nha mọi người. Người ta không cho sử dụng ống hút mà để hút xong rồi liền bỏ nha. Người ta ép buộc mình phải dùng ống hút, hút xong với lại giống như muỗng cà phê như vậy nè. Uống xong, hút xong rồi ăn xong rồi đi rửa để lại ngày mai uống tiếp, chứ không có được bỏ. Bởi vì bây giờ đồng tiền làm khó kiếm, làm ít ăn nhiều, là ăn ít mà uống bia nhiều, cho nên cái đồng tiền bỏ ống hút á là để cái đồng tiền đó để dành mua bia uống, biết không? Cho nên mọi người ở Việt Nam á mà phung phí quá, uống ống hút xong rồi liền một ngày uống 10 cái ống hút, liền 10 cái ống hút, cái tiền đó để dành mua một cái ống hút này, rồi từ đó cái ống hút này bắt nguồn vào cái ống hút này để dành tiền nó đẻ ra tiền, để thêm tiền đó tay xách nách mang ôm một cái thùng bia đem về nhà uống tiếp. Uống xong một thùng bia nó no mà nó lại xỉn, rồi ngủ một giấc, đừng có gây lộn với bà vợ ở nhà, bà đập cho một trận bà khỏi đi làm ăn luôn, nghe không? Đó, biết chưa? Mấy anh chàng nào mà ở Việt Nam nào mà phung phí mà hút thuốc á, thì bây giờ bỏ thuốc đi, hay uống siro này nè cho nó khỏe, nó bổ. Nó không bổ bàn ngang, nó cũng bổ cái đầu, nó cũng bổ cái não. Bởi vì siro này là siro của từ trái cây nấu nguyên chất. Siro này tự nhà nấu nha mọi người, cho nên mình không có cho cái bí quyết của mình nấu. Bởi vì mình đã sắp sửa chuẩn bị để lên kế hoạch mình mở tiệm mình bán, cho nên mình bán những cái đặc sản mà mình tự làm ra, cho nên mình không có truyền lại cái bí quyết siro này cho mọi người xem. Bởi vì cái này là cái ích kỷ của một cái tiệm riêng của mình không có cho biết. Bởi mình muốn mọi người đến với mình uống một ly siro này là mọi người thưởng thức cái ly siro này nó ngon như thế nào. Đó, cho nên mình không có cho học theo. Bởi vì mình bán cái ly siro này 20.000, mình không có cho mọi người kiếm được cái ly siro này bằng cách như thế nào để mọi người bán có thể bán 30.000 hơn mình 10.000. Mình không có muốn như vậy. Mình muốn bán rẻ để ủng hộ mọi người, cho mọi người uống nhiều, bán một ly lời 2 ly. Đó, hút một cái rổ còn chút xíu dính da nữa là hết trơn cái ly rồi. Đó, bye bye mọi người nha. I love you mọi người nha. Like cho nó đi. Hãy vui lên nào mọi người. Hết trơn luôn.